Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thực hiện. Huyện Xuyên Mộc là điểm đến của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi chọn một nơi để làm việc, để sinh sống thì quý vị quan tâm đến những yếu tố, những tiêu chí như thế nào? Tất nhiên, mỗi người tùy theo hoàn cảnh, tâm tính, tuổi tác mà có sự lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi chắc là có một yếu tố được nhiều người nghĩ đến, đó là sự thuận lợi khi cần khám và điều trị bệnh. Thực tế thì đây không phải là nhu cầu thường xuyên và càng không ai muốn thường xuyên phải đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, điều kiện khám chữa bệnh hay nói một cách khái quát là điều kiện chăm sóc sức khỏe là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá về một nơi sống an toàn, chất lượng. Huyện Xuyên Mộc nằm xa trung tâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhất, việc tiếp cận với các dịch vụ y tế tuyến tỉnh cũng xa xôi, khó khăn nhất. Vậy, ngay tại địa phương, điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Xuyên Mộc được thực hiện như thế nào? Câu trả lời có ngay. Là đến nay, huyện Xuyên Mộc là địa phương có mạng lưới y tế tuyến cơ sở tốt nhất tỉnh. Chương trình Địa phương trên đường phát triển hôm nay sẽ minh chứng điều này. Xuyên Mộc là địa phương có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 642 km2. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển kinh tế, nhưng cũng lại là điểm khó trong thực hiện chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, nhất là với bối cảnh hạ tầng giao thông trên địa bàn vô cùng trắc trở. Thưa quý vị, xuất phát điểm của y tế Xuyên Mộc cách đây 27 năm, tức là thời điểm khi huyện Xuyên Mộc từ tỉnh Đồng Nai nhập về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời điểm đó chỉ có 11 cơ sở y tế, gồm một trung tâm y tế huyện và 10 trạm y tế. Như vậy, trong 13 xã của Xuyên Mộc thời điểm đó thì có 10 trạm y tế, đó là về số lượng. Còn về đội ngũ y bác sĩ, về trang thiết bị y tế thì có thể miêu tả ngắn gọn bằng một câu là vô cùng thiếu thốn, thưa quý vị. So với các huyện thị và thành phố trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mạng lưới y tế cơ sở của Xuyên Mộc hình thành sớm nhất nhưng cũng thiếu thốn khó khăn nhất. Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc thời điểm cách đây hơn 20 năm thuộc loại bệnh viện hạng 3 và chỉ triển khai được một số kỹ thuật điều trị thông thường theo phân tuyến y tế cấp huyện trong nội khoa, ngoại khoa, sản khoa. Cả trung tâm có chưa đến 20 bác sĩ. Các trạm y tế cơ sở vật chất hầu hết đã xuống cấp, không có phòng chuyên khoa, trang thiết bị y tế rất thô sơ và tất cả các trạm đều chưa có bác sĩ. Có cho có, chỉ với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế trên địa bàn hầu như không đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân cũng như y tế dự phòng. Hệ quả là dịch bệnh lưu hành thường xuyên, nhất là sốt xuất huyết. Các bệnh truyền nhiễm như lao có tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng cao. Đến năm 2013, huyện Xuyên Mộc là địa phương duy nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu để xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh dạy. Năm 2010, Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế tuyến xã giai đoạn 2011-2020. Đây là cơ sở để nhiều địa phương, trong đó có huyện Xuyên Mộc, đánh giá toàn diện, cụ thể về yêu cầu của mạng lưới y tế tuyến xã, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí này, tạo nền tảng cho mạng lưới y tế tuyến xã phát huy vai trò chức năng. Trong thời gian vừa qua thì huyện rất là quan tâm tới cái công tác là khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn của huyện. Thì trong đó thì cái việc mà quan tâm tới cái việc mà cơ sở vật chất là cái một trong những vấn đề mà huyện rất là quan tâm. Thì hàng năm như vậy thì huyện cũng đã dành rất là nhiều cái khoản kinh phí để cho cái việc mà sửa chữa chống xuống cấp ở các trạm y tế. Thì hầu hết các trạm y tế trên địa bàn của huyện đến giờ phút này thì về cái cơ sở vật chất là rất là đảm bảo. Thì riêng trong năm 2018 này thì huyện cũng đã dành ra khoảng là trên 23 tỷ cho cái việc chống xuống cấp ở các trường học cũng như là các trạm y tế trên địa bàn của huyện. Và cũng trang bị các cái phương tiện làm việc ở cho các trạm y tế. Và đặc biệt là trung tâm y tế của huyện Xuyên Mộc thì năm 2018 này cũng đã được tỉnh rất là quan tâm phân bổ cho cái kinh phí để mà nâng cấp cái trung tâm y tế của huyện lên. Thì dự kiến là trong tháng 7 này thì sẽ khởi công trung tâm y tế của huyện Xuyên Mộc lên. Từ năm 2015 đến nay, huyện Xuyên Mộc đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới các trạm y tế và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác y tế. 13 trên 13 trạm y tế của huyện đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế tuyến xã. Riêng với trung tâm y tế huyện liên tục được đầu tư để cải tạo, sửa chữa, xây mới phòng chức năng,
và triển khai thêm nhiều kỹ thuật điều trị mới, nâng quy mô giường bệnh từ 100 giường lên 190 giường bệnh. Được hưởng thụ dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống là mong muốn của tất cả người dân. Chỉ có như vậy thì người dân mới có thể cảm thấy yên tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không chỉ dừng lại ở việc khám và điều trị bệnh hiệu quả, mà còn đi trước một bước là phòng tránh dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân. Hướng đến nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua sự đầu tư của huyện Xuyên Mộc cho y tế được triển khai ra sao và điều này đã tạo ra những cái thay đổi như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu. Bị đau bụng mà không rõ nguyên nhân, chị Trần Thị Kim Thủy ở ấp 2 xã Bình Châu đến trạm y tế Bình Châu để khám, sau đó được chỉ định siêu âm và chuyển sang phòng siêu âm của trạm y tế. Hơn nửa năm trước, nếu chỉ có chỉ định siêu âm, những bệnh nhân như chị Thúy lại phải về trung tâm y tế huyện hoặc chạy tìm phòng khám tư nhân để thực hiện siêu âm, rồi đem kết quả trở lại trạm. Nhưng nay, việc siêu âm thực hiện ngay tại trạm. Dạ, trước khi đi khám bệnh ở đấy, thì ví dụ bác sĩ là khám cho mình là nói là bị cái này là mình phải đi ra ngoài mình siêu âm. Nhưng mà bữa nay thì có phòng khám siêu âm ở đây rồi thì mình chỉ có đi tới một chỗ nên rất là thuận tiện. Những bệnh nhân đến đây chẳng hạn như mình thấy bệnh nhân là bệnh nhân khai đau bụng, nhưng ngày trước đây thì mình phải cho bệnh nhân lên tuyến trên hoặc là bệnh nhân phải ra ngoài y tế tư nhân để siêu âm rồi vô đây mình mới thực hiện cho thuốc. Nhưng bây giờ bệnh nhân vô đây thì mình làm luôn. Thành ra là ở đây chị nói chung là chị làm trong cái tầm của mình thì nói chung là khá hơn trước rất nhiều. Trạm y tế xã Bương Triền cũng đã được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Trạm có 14 phòng chức năng và khối phòng chuyên môn Tây y, Đông y. Trang thiết bị y tế của trạm khá hiện đại, trong đó có máy siêu âm, máy đo điện tim, máy xét nghiệm. Năm 2017, trạm y tế Bương Triền tiếp nhận và điều trị gần 2.600 lượt bệnh nhân. Được trang bị với một số trang thiết bị mà tiên tiến như là máy siêu âm, máy điện tim. Thì từ lúc mà đưa vào sử dụng cái cơ sở cũng như là đưa vào cái hoạt động sử dụng hiệu quả cái tất cả các trang thiết bị nói trên thì trạm y tế cùng với việc mà thực hiện tốt cái vấn đề y đức thì ngoài vấn đề tập huấn chuyên môn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì từ chỗ đó thì cái đem lại cái sự cái niềm tin cho bệnh nhân, hạn chế cái lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Ở đây là thứ nhất là gần gũi, thứ hai là mình ra đây chăm cứu thì nó nhân viên y tế ở đây cũng tận tình, rồi là phòng, rồi là quạt, rồi điện nó cũng thoáng mát. Để tôi lên đây tôi chăm cứu tôi thấy nó khỏe ra. Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc trong 2 năm qua liên tục có những bước phát triển trong công tác khám điều trị. Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện các kỹ thuật điều trị cao như lọc thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi, chụp CT scanner. Anh Nguyễn Văn Hòa ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc bị suy thận mãn đã hơn 6 năm nay. Trước đây cứ 2 ngày một lần, anh Hòa phải chạy xe xuống bệnh viện Bà Rịa để chạy thận nhân tạo. Từ đầu năm 2017, khi Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc triển khai kỹ thuật lọc thận nhân tạo, anh Nguyễn Văn Hòa là một trong những bệnh nhân đầu tiên được điều trị ngay tại địa phương. Từ nhà xuống bệnh viện Bà Rịa thì 45 cây thì đi đường rất là xa xôi, vất vả, nhất là mùa mưa. Đây thì được sự quan tâm của bác sĩ và điều dưỡng quan tâm bệnh nhân là chu đáo, còn là đường gần đi có dễ hơn, sức khỏe mình đảm bảo, hay là đỡ được chi phí đi lại. Song song với những đầu tư của tỉnh và huyện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc thường xuyên tổ chức cho đội ngũ y bác sĩ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn ở các bệnh viện tuyến tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở. Đối với tuyến y tế cơ sở thì để mà nâng cao chất lượng công tác chuyên môn thì công tác và đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chuyên môn là được đặc biệt quan tâm. Trung tâm y tế đều tổ chức các lớp đào tạo cho nhân viên y tế, chẳng hạn như là đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học cho các bác sĩ, dược sĩ,
rồi đào tạo nâng cao trình độ từ trung cấp lên cao đẳng lên đại học cho các đối tượng là điều dưỡng, hậu sinh, kỹ thuật viên. Ngoài các lớp đào tạo nâng cao trình độ thì các cái lớp bồi dưỡng để mà phục vụ cho công tác hàng ngày, ví dụ như công tác hồi sức cấp cứu, rồi triển khai các cái kỹ thuật mới, hay là công tác quản lý, chẳng hạn như quản lý bệnh viện. Trong công tác y tế dự phòng, huyện Xuyên Mộc là điểm sáng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phòng chống bệnh lao, với 100% bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị dứt điểm, 99% trẻ tiêm chủng đúng quy định, 100% thai phụ trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc khám thai định kỳ, không có trường hợp tử vong do tai biến sản khoa, hơn 80% thai phụ thực hiện khám sàng lọc nhằm xác định các nguy cơ dị tật ở thai nhi. Từ năm 2014, huyện Xuyên Mộc không có bệnh nhân tử vong do bệnh dạy. Được tỉnh và huyện chú trọng đầu tư, mạng lưới y tế chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc ngày càng hoàn thiện và phát triển. Người dân Xuyên Mộc được thụ hưởng chất lượng y tế tốt hơn, thuận lợi hơn. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vẫn tiếp tục được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, cũng là góp phần khẳng định Xuyên Mộc, dù là địa phương xa nhất, vốn có nhiều khó khăn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vẫn là nơi không có khoảng cách về chất lượng cuộc sống với mọi địa bàn. Chương trình Địa phương trên đường phát triển xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị với ghi nhận về huyện Côn Đảo vào chiều mai lúc 17:50.